Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn chỉ đạo Sở Xây dựng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của sở danh sách các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng không đủ điều kiện lưu thông theo quy định. Bên cạnh đó, hàng năm Sở Xây dựng phải phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường và sử dụng trong các công trình xây dựng, bao gồm công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn. Đồng thời, thành phố cũng chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra các hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu lưu thông trên thị trường, chỉ cho phép lưu thông hàng hóa có đầy đủ nhãn hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.